thì đây là cái phần vàng của cái miếng thịt. Mình ăn vàng, mình có để da vàng không? Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ cái miếng thịt này lên cái này nhé. Mình sẽ đắp vàng lên. Và các bạn có thể thấy nó để ra nước, cứ là nhìn rất là ngon. Ok, thì mình sẽ bỏ lên đây. Và đây là cái những cái giấy vàng 24K mà mình sẽ đắp lên cái lớp thịt này nhé. Sẽ như thế này. Cái miếng này nó cũng hơi nhỏ. Vậy mình nghĩ là mình sẽ không đắp được hết, cho nên mình sẽ đắp những cái phần mà cho nó được bộc lộ màu sắc nhé. Ok.
Ta-da! Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức với món ăn này của mình nhé. Thì trước tiên cho mình chia sẻ một chút, thì mình giống như mình đã nói trước trong cái video này, thì mình đã không có gọi là không có kinh nghiệm và đã mua một cái giấy mà không có thể đắp hết được cái miếng thịt này, thì cho nên mình chỉ đắp một phần, gọi là một nửa cái miếng thịt thôi. Thì lần sau mình sẽ làm rút kinh nghiệm và sẽ làm một cái miếng thịt và đầy gọi là mua đủ giấy để có thể lấp phủ hết cái miếng thịt này nhé. Và trước tiên mình sẽ uống nước siro. Đây là siro dâu. Thì ok, và bây giờ mình sẽ chế một chút vô. Thì mình cũng không uống ngọt lắm, thì mình bỏ một chút. Và đây là nước, gọi là nước có ga, cũng là nước trắng nhưng mà có ga, thì mình uống với sugar thì nó sẽ ngon hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ dưới bàn của mình để cho nó có khoảng trống nha. Mời các bạn. Và mình đã rửa tay rồi cho nên mình có thể đụng vào miếng thịt nhé. Thì mình cho các bạn xem. Thì đây là cái phần vàng của cái miếng thịt. Và bây giờ mình sẽ cắt nó. Thì với miếng thịt steak này thì mình sẽ ăn với khoai tây chiên và có ba loại chấm. Sốt này là sốt barbecue. Cái này là mùi tạt màu vàng của châu Âu, nó có gọi là một chút củ vàng gì một trong trong đó. Và đây là wasabi, là mùi tạt màu xanh giống như ở Việt Nam của chúng ta ăn. Và đây là muối tiêu mà tất cả người Việt Nam ăn không có thể thiếu, ăn những cái hải sản hay là steak gì đó thì không thể thiếu nó. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái miếng thịt này nhé. Và mình sẽ cắt một bên đây. Mình sẽ cắt thêm nữa. Thịt này nó rất là dai, thì mình nghĩ nó sẽ ngon. Mình sẽ gắp muối như là cái ông nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ nhé, Salt Bay. Yeah, mình sẽ bỏ một miếng nữa. Yeah, ok, và bây giờ mình sẽ thưởng thức nó nha. Thì miếng thịt này mình đã làm kiểu là tái tái một chút, thì các bạn có thể thấy thì nó vẫn còn một cái màu đỏ, không biết các bạn có thể nhìn rõ không. Thì ok, và bây giờ mình sẽ thưởng thức với cái sốt barbecue trước nhé. Thịt bò nó rất là ngon, và với cái gia vị mà mình đã nêm nếm trước rồi thì nó đã thấm vô và ăn rất là ngon, và mình nghĩ là không cần chấm gì hết luôn. Nhưng mà với người Việt Nam của chúng ta thì chúng ta thường ăn với những thứ ăn cần chấm một thứ gì đó, dù cái món ăn nó đã gọi là đậm đà rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ ăn với cái mùi tạt vàng.
khá là ngon. Và bây giờ mình sẽ ăn với wasabi nhé. Thực ra cái đất vàng này thì nó chỉ là cái phần mà trang trí cho nó đẹp và bắt mắt như những cái món ăn như là chúng ta có thể thấy ở Dubai thì có một cái nhà hàng kiểu như vậy, người ta làm kiểu là gọi là miếng thịt mà người ta để một cái lớp vàng lên thì nhìn rất là bắt mắt và rất là đẹp, thì người ta làm kiểu đó là kiểu chuyên nghiệp rồi thì nhìn nó rất là ngon. Nhưng mà thật ra thì mình không biết là nó có hương vị không, hương vị vì cho mình xin phép nó lại thì cái mình không biết là nó có hương vị gì không. Thì ở đây thì mình ăn thì mình cảm thấy là nó không có hương vị gì hết, thì nó chỉ là để cho nó đẹp thôi chứ nó cũng không có gọi là đẹp để không có gọi là có mùi vị hay ngon như những cái gia vị mà mình để vô nha. Mình nghĩ là phần bên này nó cũng giống như Trang, nhưng mà mình sẽ review cho các bạn ăn phần mình sẽ review cho các bạn là coi là phần lớp vàng bên đây và lớp không vàng bên đây thì nó sẽ như thế nào nhé. Và bây giờ mình sẽ chấm cái muối tiêu. Rất là ngon. Sorry các bạn. Và ok, mình sẽ ăn một cái patty chiên nha. Miếng thịt này mình sẽ gọi là chấm tất cả các loại chấm luôn. Một chút ở đây. Một chút wasabi. Và một chút muối tiêu. Coi nó sẽ ăn như thế nào nhé. Nó mặn mặn, nó chua chua, nó nồng. Và ok, ngon. Ok, để kết thúc cái video này thì mình sẽ ăn một miếng vàng để kết thúc cái video này nhé. Ok, và mình không biết là mình ăn vàng mình có để ra vàng không, thì có thể tái xúc nó lại không, thì ok, sau video này mình sẽ trải nghiệm cho các bạn biết nha. Ok, và mình sẽ chấm super barbecue. Mù tạt. Wasabi. Mù tiêu.
khoai tây chiên. Uống nước. Và kết thúc. Bye các bạn.